Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt Qua Những Giới Hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Kê khai tài sản công chức. Trả lời phỏng vấn báo Đài Đoàn Kết ngày 21 tháng 9 năm 2011. Hỏi: Thưa ông, Nghị định số 68/2011 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007 NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 tới đây. Có nghĩa là câu chuyện kê khai tài sản không phải là mới mẻ ở Việt Nam, càng không mới đối với thế giới, nhưng có vẻ là một chuyện khó thực hiện ở Việt Nam. Trả lời: Ở trên thế giới, người ta không đặt ra vấn đề kê khai tài sản, vì tất cả mọi tài sản đều minh bạch, hoặc cũng có tài sản không minh bạch nhưng người ta cũng không đặt ra việc kê khai. Người ta chỉ đặt vấn đề kê khai đối với các tài sản có được từ quyền lực của bộ máy nhà nước, tức là từ ngân sách. Thứ hai là từ các tài trợ chính trị, tức là việc kê khai tài sản chỉ liên quan đến những người làm chính trị, quan chức, chứ không phải là một đòi hỏi bắt buộc phải kê khai tài sản đối với bất kỳ người dân nào. Hỏi: Vâng thưa ông, tôi nghĩ là theo tinh thần của Nghị định 68 thì ở Việt Nam kê khai tài sản cũng là để hướng tới mục tiêu phòng chống tham nhũng là chính, tức là đối tượng cần kê khai tài sản, hay nói cách khác là bắt buộc phải kê khai tài sản chủ yếu là cán bộ công chức, những người nằm trong bộ máy nhà nước. Trả lời: Không, ở Việt Nam tôi không thấy vậy, mà tôi thấy chúng ta đang đặt ra một vấn đề tôi cho là không rõ ràng lắm, xét về mặt văn hóa là hoàn toàn không rõ ràng. Theo tin tức được phản ánh từ báo chí mà tôi đọc được, thì có quan chức có trách nhiệm đã công bố đến một lúc nào đó sẽ có sự kê khai tài sản đối với cả xã hội. Chúng ta có định hình thành cho xã hội một thói quen kê khai tài sản hay không? Bởi vì công khai và kê khai tài sản sẽ kéo theo rất nhiều thứ nguy hiểm khác. Vậy nhà nước có biện pháp gì để bảo vệ tài sản cho những người đã công khai tài sản trước nguy cơ xâm phạm từ các lực lượng xã hội đen tối khác? Bởi nếu chúng ta có một tài sản thì không chỉ có nhà nước nhìn mà trộm cắp cũng nhìn, kẻ cướp cũng nhìn, bọn khủng bố cũng nhìn, và nó liên quan đến chuyện bắt cóc, tống tiền. Tôi cho rằng đặt ra vấn đề kê khai tài sản mà không xét đến các khía cạnh hậu quả của vấn đề này là một sự đơn giản hóa kinh khủng. Chúng ta không nhân danh chống tham nhũng để bắt người ta phơi áo trước mọi thèm thuồng của các lực lượng xã hội khác nhau. Có cả những lực lượng để bảo vệ sự trong sạch xã hội, nhưng cũng có những lực lượng không hề có trách nhiệm bảo vệ sự trong sạch xã hội mà sẽ lợi dụng vào những thông tin đó. Tôi cho rằng nếu quan niệm kê khai tài sản sẽ làm các nguồn tài sản được minh bạch thì đó là một quan niệm rất đơn giản, thể hiện một tầm nhìn rất ít trách nhiệm đối với an ninh cá nhân. Các bạn biết là những người giàu ở trên thế giới này phải thuê vệ sĩ, người ta phải bảo hiểm tài sản, phải làm rất nhiều việc để bảo vệ tài sản. Ở các nước phát triển, khi có kẻ cướp hay bọn khủng bố đến thì chúng đòi cái gì là họ phải đáp ứng cái đấy. Không được phép có hành động chống trả để kích động bạo lực. Cái đấy là đòi hỏi của hoạt động bảo hiểm. Đã đến lúc chúng ta không thể nhìn mỗi một sự việc một cách đơn giản như hiện nay chúng ta đang nhìn. Chúng ta nhớ một điều là chống tham nhũng là một mục tiêu chứ không phải là tất cả các mục tiêu xã hội. Nếu anh có 1 triệu là đủ thì triệu thứ 2 chính là phát triển. Nếu triệu thứ 2 vì phải kê khai mang lại tai họa nhiều hơn thì liệu có cần có triệu thứ 2 không? Và khi mỗi một thành viên của xã hội nghĩ rằng không cần đến triệu thứ 2, tức là xã hội không phát triển nữa. Tôi cho rằng không nên biến một chức năng quản lý nhà nước thành một phong trào xã hội. Không nên lạm dụng một mục tiêu, cho dù mục tiêu ấy rất quan trọng và được xã hội rất hưởng ứng là chống tham nhũng, để đưa ra các tuyên ngôn đơn giản mà ở đấy không phân tích một cách thỏa đáng toàn bộ những đòi hỏi của xã hội đối với thân phận một con người. Hỏi: Trở lại với vấn đề ông lo lắng ở trên là kê khai tài sản sẽ làm an ninh cá nhân bị đe dọa. Nhưng trong thực tế mấy năm qua, việc kê khai tài sản của cán bộ cũng chưa được công khai trước dân. Trả lời: Đúng vậy, nghĩa là việc kê khai chỉ là để nội bộ biết,
Nếu kê khai mà không có xét xử, không có kỷ luật, không có làm rõ thì dân sẽ bảo đấy là cán bộ kê khai với nhau. Vậy là thay vì mất uy tín của từng cá nhân, việc đặt vấn đề kê khai tài sản có thể sẽ làm mất uy tín tập thể. Cho nên đặt ra những đòi hỏi như thế, những yêu cầu như thế, đôi khi chúng ta không lường trước được khả năng thực thi, nó sẽ dẫn đến mất uy tín một cách tập thể. Mất uy tín một tập thể nếu lâu quá và nhiều quá thì nó sẽ mất uy tín một tổng thể. Hỏi: quan điểm của ông từ đầu câu chuyện đến giờ có vẻ là không ủng hộ việc cán bộ phải kê khai tài sản, trong khi dư luận xã hội lại đang trông chờ điều này như một liều thuốc có thể phòng và chống tham nhũng. Trả lời: nếu nghĩ kê khai tài sản để chống tham nhũng thì không bao giờ đạt được. Chống tham nhũng cũng là một nghệ thuật. Chống tham nhũng cũng phải có binh pháp của nó, chứ không phải chống tham nhũng bằng tuyên bố. Chúng ta sẽ tiến tới một xã hội công khai hóa, minh bạch hóa, hoàn toàn về tài sản. Nhưng minh bạch thế nào lại là chuyện khác, không đơn giản chỉ là việc tự kê khai. Hỏi: vậy theo ông, làm thế nào để kiểm soát được nguồn tài sản có được nhờ lợi dụng chức quyền? Nguyễn Trần Bạt: không nên đặt ra vấn đề kiểm soát tài sản. Kiểm soát tài sản là rất không văn minh. Người ta kiểm soát sự trốn thuế. Chính phủ Anh và chính phủ Thụy Sĩ vừa đạt được một thỏa thuận về việc đánh thuế các khoản tiền gửi của công dân Anh có tài khoản bí mật ở các ngân hàng Thụy Sĩ. Mọi tài sản bất minh ở các nước phát triển chính là trốn thuế. Còn tham nhũng thì người ta kiểm soát kín hơn và không có chuyện công khai tài sản. Kê khai thì có thể có, nhưng công khai là một vấn đề. Chúng ta đang nhầm lẫn giữa kê khai và công khai. Kê khai với nhau hay kê khai với ai cũng là một vấn đề. Hỏi: nhưng kiểm soát thu nhập qua thuế ở Việt Nam hiện nay cũng đang rất khó. Trả lời: đương nhiên, những khát vọng của chúng ta hiện nay thì cái gì cũng khó cả. Số lượng người có thu nhập bên ngoài đồng lương công khai ở Việt Nam hiện nay lớn đến mức nó trở thành vấn đề. Ở các nước phát triển, mua nhà trả góp thì anh phải chứng minh là anh có nguồn tài chính. Và các tổ chức dân sự khác nhau là minh bạch vấn đề, chứ không phải nhà nước đứng ra là minh bạch vấn đề. Mọi việc chúng ta làm đều là nhà nước đứng ra cả và nhà nước trở thành đối tượng của xã hội. Cho nên phải nói rằng, đặt ra các mục tiêu vừa phải với năng lực của nhà nước trong vấn đề kiểm soát xã hội là cả một vấn đề có chất lượng khoa học buộc phải nghiên cứu, chứ không thể nói khát vọng chung chung, chơi chơi được nữa. Hỏi: tôi vẫn muốn hỏi lại, ông cho rằng việc chống tham nhũng phải tinh tế hơn, cụ thể là nhà nước phải làm gì, thưa ông? Trả lời: không phải chỉ tinh tế hơn, mà buộc phải khoa học hơn, buộc phải chặt chẽ hơn và buộc phải phù hợp với năng lực của bản thân nhà nước nữa. Bởi vì kiểm soát xã hội đòi hỏi phải có chi phí, phải có tiền. Bây giờ muốn kiểm soát giao thông chẳng hạn, thì buộc phải có cảnh sát giao thông. Lương của anh em cảnh sát giao thông thì thấp, nên một bộ phận trong số họ sẽ coi ra đường là cơ hội để kiếm thêm. Và nó trở thành một vấn đề không chỉ của xã hội mà của nhà nước nữa. Bây giờ chúng ta lại đặt mục tiêu kê khai tài sản thì cũng đòi hỏi bộ máy để thực thi, để giám sát, và nó rất dễ trở thành gánh nặng của nhà nước. Hỏi: nói tóm lại, ý của ông là không thể chống tham nhũng bằng việc kê khai tài sản, trong khi như tôi đã nói ở trên, dư luận xã hội có vẻ đang rất kỳ vọng vào chủ trương này. Trả lời: cả kê khai lẫn công khai đều không chống tham nhũng được. Chống tham nhũng sâu sắc hơn nhiều. Bây giờ lấy đâu lực lượng để kiểm soát việc kê khai tài sản và kiểm soát sự gia tăng tài sản? Xã hội sẽ như thế nào nếu có một đội quân rầm rộ suốt ngày đi điều tra tài sản? Cho nên, khi đưa ra các quyết sách, theo tôi cần phải thận trọng. Để ra quyết sách rồi không thực thi được sẽ làm giảm thêm một chút trong sự suy giảm lòng tin của xã hội đối với điều hành của nhà nước. Đừng vội vàng đưa ra những tuyên bố theo kiểu khi Nghị định 68 được thực thi sẽ tạo ra sự minh bạch trong phòng chống tham nhũng. Xưa này chúng ta có một thói quen là đưa ra những tuyên bố một cách tương đối dễ dãi, và thói quen ấy cần phải chấm dứt. Đấy được xem là bước một trong quá trình chống tham nhũng và cả trong quá trình chống lạm phát nữa. Vì lạm phát các tuyên bố là một biểu hiện làm trầm trọng thêm lạm phát. Cần phải rất thận trọng trong việc đưa ra các tuyên bố.
tôi đã có bài viết về tham nhũng tinh thần. Tuyên bố một cách dễ dãi cũng là tham nhũng tinh thần của nhân dân. Cẩm Thúy, Lê Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.